Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu về CUDA. Thì CUDA là một cụm kiến trúc tính toán song song do NVIDIA phát triển. NVIDIA là một nhà sản xuất chuyên về card đồ họa dành cho game, dành cho xử lý đồ họa 3D, hay được biến tới cái tên là GPU. Vậy thì trong một hệ thống máy tính á, thì nó sẽ gồm có CPU và GPU. CPU thì đi kèm với nó sẽ có hệ thống RAM, và bên trong GPU thì bạn cũng nghe tiếng RAM của GPU. Vậy thì hai cái hệ thống này, hai cái thiết bị này nó cùng chạy trên hệ thống máy tính. Trong đó thì CPU là host, host nghĩa là nắm quyền điều khiển, và device nó dạng như một thiết bị, ví dụ bạn gắn một cái ổ cứng hay là một cái ổ đĩa vào một hệ thống máy tính thì nó được gọi là device. Vậy thì device nó không có quyền kiểm soát những cái thiết bị khác mà nó phải chịu sự điều khiển của host. Và đối với trong ứng dụng thì Nvidia có sản xuất một cái compiler riêng của họ gọi là Nvidia Compiler. Đây. Thì nếu như bạn đã từng lập trình với C và C công cộng thì sẽ biết tới cái compiler của GNU, nó được gọi CC. Đây là gọi CC cho phiên bản của mình. Mình cài Ubuntu 18 nhưng mà nó là GCC 7, nhưng mà mình đã convert nó xuống GCC bản 6.4 vì một số cái phần mềm khác mình xài nên nó build trên cái bản này, do đó mình download nó xuống. Thì cái compiler mà mình nói đây là NVCC. Đây, NVCC Nvidia CUDA Compiler Driver. Okay. Thì quá trình mình build một cái file nó cũng giống như mình build một cái file C. Ở đây mình có một số file mình build ra đây. Thì code của nó cũng đơn giản. Đây là code dành cho hàm sẽ chạy trên GPU, và code một thông thường thì sẽ chạy trên CPU. Thì khi mà mình build bằng cái NVCC ấy, thì nó sẽ tự động, nó biết code nào nó sẽ chạy trên host thì nó lấy GCC nó build, code nào chạy trên GPU thì nó sẽ lấy NVCC nó build. Ở đây là từ khóa để cho hệ thống biết, rất là đơn giản. Vậy thì bây giờ xét cái ứng dụng, mình biết nó chạy song song nhưng mà khi nào mình sẽ sử dụng tính toán song song thì mình có làm một cái demo trên trên MATLAB để so sánh. Thì trước tiên mình xin nói về phần cứng. Phần cứng của mình thì nói về CPU, ở đây mình có một con i7 4700, tốc độ maximum của nó là 4 GB và 8 8 8 CPU, là gồm có hai core, sorry, 4 2 luồng và 4 core, 4 cái CPU thật và mỗi CPU thì có 2 luồng. Tổng cộng mình có là 8 thread độc lập nhau. Và mỗi 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 thread chạy maximum là 4 GB. Ok. Này, trong khi đó thì GPU của mình, thông tin của nó đây, mình có một con GeForce Titan X, RAM 12 GB, dung nhiệt 1 GB, Multi Processor cao là 24. Chả hiểu sao thông tin trên mạng thì trên spec là nó là tới hàng ngàn cái core chạy trong này, nhưng mình không biết cái thông tin nó nằm ở đâu trên này. Chắc là Matrix per block đây. Block 1024 cái thread trên mỗi cái block. Về cái block và cái thread thì bạn coi cái tài liệu này thì sẽ hiểu ha. Nó có nói về thread đây, block và thread đây. Ok, thì ở đây mình xin so sánh giữa một con là tốc độ nhanh 4 GB và ít ít co, và một con tốc độ chậm là 1 GB và số lượng co nhiều, thì xem khi nào mình ứng dụng cho những cái trường hợp nào.
Thì ở đây mình sẽ có đưa ra hai một cái trường hợp để ứng dụng. Ở đây mình sẽ tạo ra hai cái ma tròn A và ma tròn B. Hai đây là cái ma tròn vuông kích thước là N. Ở đây mình ví dụ mình cho kích thước N bằng 2 thì ở đây sẽ có kết quả như sau. Trong đó đây A là một cái ma tròn vuông 2 nhân 2, B cũng là một ma tròn vuông 2 nhân 2. Thì công việc ở đây mình sẽ tính toán. Cái đoạn này mình sẽ tính tổng, nghĩa là 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 ở trên bằng CPU ở đây. Và ở cái đoạn code thứ hai mình sẽ tính tổng, cũng tính tổng này trên CPU. Sau đó mình in ra thời gian tính trên CPU và thời gian tính trên GPU. Sau đó là tính toán cái tỷ lệ giữa hai cái thời gian tính toán này. Ok, mình chạy thử với ma trận 2 x 2. Thì ở đây mình thấy thời gian tính toán của CPU là 0.07 mili giây. Thời gian tính toán của GPU là 0.19 mili giây. Mình rút ra một cái điều kiện khi mình chọn cái việc tính toán của mình nên xử lý trên CPU hay là trên GPU. Đây, những cái công việc mà cái mức độ song song của nó không cao. Ở đây mình thấy ma trận của mình còn có 4 4 phần tử nè. Thì việc tính toán tuần tự, mình lấy 1 cộng 3 được bao nhiêu, sau đó mình cộng cho 2, sau đó mình cộng cho 4 thì mất là 0.07 mili giây với dung nhịp maximum là 4 g. Và tính toán song song mình đưa nguyên cái ma trận này vào cho người GPU nó tính toán một lần ra được cái kết quả. Ok, thì mất hết 0.19 mili giây. Như vậy đối với những trường hợp mà mình tính toán cái ma trận kích thước của nó không cao thì mình không nên sử dụng tính toán trên GPU. Vậy thì những cái trường hợp nào mà sẽ ảnh hưởng cho mình đến, đối với mình nhiều nhất, đó là khi mình xử lý ảnh. Ví dụ mình xử lý một tấm hình, xử lý ảnh bằng cách là background subtraction, mình có hai cái bức ảnh và hai bức ảnh này mình trừ cho nhau để mình thấy cái sự khác biệt, thì cái việc tính toán này mình nên xử lý trên CPU hay là nên xử lý trên GPU. Để ví dụ mình có một kích thước ảnh là 200 nhân 200 đi. Mình chạy thử nha. Đây. Thì với kích thước ảnh này mình thấy là cái việc tính toán trên CPU nó cũng nhanh hơn tính toán trên GPU. Do đó với kích thước nhỏ này thì mình quyết định là mình sẽ chạy tuần tự chứ không cần thiết phải chạy song song. Ok. Vậy thì khi nào mình tính toán trên GPU, thì gần đây bạn thấy nghe tới cái Deep Learning là có một cái network rất là lớn, cái kích thước nó rất là lớn, data rất là nhiều. Do đó theo mình nghĩ thì nếu mà tính toán song song thì nó sẽ hiệu suất nó cao hơn là mình tính toán tuần tự. À đây mình sẽ demo. Ở đây mình có một ma tròn 200 nhân 200. Giờ mình cho nó là 2000 nhân 2000. 2000 nhân 2000 là rất là lớn nha. Đấy. 4 triệu phần tử. Thì để mình xem việc tính toán trên CPU và GPU cái nào sẽ tối ưu hơn. Đây, hiện giờ mình thấy là CPU mất 1.8 mili giây, trong khi đó là GPU mất 0.26 mili giây. Và tốc độ của GPU gấp 6 lần, sắp xỉ 7 lần tốc độ của CPU. Do đó, ví dụ như tấm ảnh của bạn xử lý trên ảnh Full HD hay kích thước lớn thì nên xử lý trên GPU. Để mình thêm tăng lên nha. 20.000 phần tử. 20.000. 20.000. 400 triệu phần tử nha. Kích thước rất là lớn. Tính toán hơi lâu rồi ha. Đây, CPU mất 169 mili giây, trong khi đó GPU nó không tăng quá nhiều so với lúc trước là khoảng 0.20 mấy mili giây. Thì ở đây mình thấy là GPU chỉ 500 lần CPU, trong khi dung nhịp của nó chỉ 1 GHz. Đây, đó, giờ đó mình có thể
biết được cái trường hợp nào mình nên sử dụng CPU và GPU. Ok, hướng dẫn của mình đến đây là hết. Trong những cái video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao viết được một đoạn code xử lý chạy được trên GPU và chạy được trên CPU, và hướng tới một cái demo là mình sẽ thu ảnh từ camera sau với kích thước là độ quang giải lớn nhất của nó, sau đó là chạy code background subtraction. Đơn giản mình lấy ảnh trước trừ ảnh sau rồi chạy trên CPU để coi cái hiệu suất nó như thế nào, và mình cũng lấy cái đó chạy trên GPU để coi thử là cái độ mượt của cái video nó như thế nào. Ok, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.